Hello, hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một buổi sáng này bình an, hạnh phúc và thật thành công nhé. Có chị em nào đang bị gặp tình trạng á, bị gặp như là như em không ạ? Bị nám này, tàn nhang này, mụn này, da không đều màu này, rồi lỗ chân lông to này, thì hãy bơi hết vào đây cho em nha. Có chị em là giống em là dùng rất nhiều sản phẩm nhưng mà không đạt được hiệu quả. Ai chỉ gì cũng dùng, ai mách gì cũng dùng, dùng đến nỗi mà làn da của chúng ta bị sao ạ? Hư tổn luôn, rồi da không đến nỗi hư tổn mà da của chúng ta còn không đạt được hiệu quả. Đúng không ạ? Thì hãy bơi hết vào đây cho em. Còn những chị em nào mà đã tin tưởng và đã yêu thương sản phẩm này rồi thì em hy vọng là chúng ta hãy cùng nhau chung tay thật để lan tỏa thật mạnh lên, để cho nhiều chị em gặp tình trạng như chúng ta sẽ có làn da, có làn da đẹp như chúng ta luôn nhé, sẽ tự tin rồi cùng đẹp, cùng tự tin và cùng tỏa sáng nhé.